Hôm nay thì Di sẽ review slime đến từ Piggy slime mà bạn Thành Bá Tê đã mua. Đây là bạn Thành Bá Tê mua mà Di ăn cắp thôi. Có rất là nhiều slime đây. Đa phần là hình như theo mình Di thấy thì nó là butter slime thì phải, tại vì nó rất là nhẹ. Còn đây là slime mà kiểu tạo mẫu á, cho bọt bọt đồ. Rồi tiếp theo là cũng là một butter slime khác màu vàng. Slime này slime trong nhưng mà có kim tuyến và lại charm á, con ngẫm nè, nhìn như kiểu hồ thiên nga vậy. Còn đây là butter slime hộp phấn. Trời ơi, con trai gì đâu mua đồ bánh bèo không nhỉ. Màu hường nữa nè, hình như đây cũng là một cái slumber màu xám đen. Và cuối cùng hình như đây cũng là một cái butter slime nhưng mà nó có hai màu. Đa phần lần này đều là butter slime hết. Và Nhi sẽ ăn cắp của bạn Thành Bá Tê để review. Gì đây? Còn có một chai hương liệu nữa, mùi sữa. Rồi không ngờ luôn á. Còn đây là một gói borat, chắc là được tặng, mua nhiều quá mà. Rồi bây giờ Nhi sẽ bắt đầu review slime thôi. Đầu tiên là một cái hũ slime mà cái màu nó không đẹp một chút nào. Đó là một hũ butter slime. Hơi lỏng nha. Hình như cái này kiểu làm theo, chắc là tên là thang tre rồi phải. Nó có cái mùi bạc hà rất là thơm luôn. Thơm quá. Nhưng mà nó hơi dính. Butter slime mà hơi dính một chút. Chơi slime mà nghe mấy cái tiếng tách tách này đã tai gì đâu. Mùi nó thơm quá đây. Cái này nghe mùi muốn đắp mặt nạ liền luôn á. Ok, giờ sẽ tới hũ slime thứ hai của Nguyên. Tiếp theo cũng là một butter slime khác nhưng mà là màu hồng và size nhỏ hơn. Đây. Cái này thì có vẻ là nó vừa phải hơn, nó không có bị quá lỏng như là cái cục hồi nãy. Cái này nó thơm một cái mùi trái cây đó, mùi cũng rất là thơm. Nên là Nhi sẽ kéo kẹo chỉ. Rồi xong. Xong hũ thứ hai. Hũ thứ ba thì cũng là một butter slime luôn. Nhi sẽ chọn màu vàng. Cái này thì là size nó lớn hơn và hũ này cũng khá là dễ thương. Đây, nắp trắng. Slumber. Cái này nó giống như là vừa có mùi sữa tắm nhưng mà lại vừa có mùi xoài á. Đó. Ồ. Nó cũng không dính gì mấy, rất là êm. Cái này không phân biệt được đây là chuối, xoài hay là slumber nữa. Mùi cực kỳ thơm luôn. Để kéo ra khó quá vậy. Nửa tiếng sau nè. Ủa cái hũ đẹp vậy. Cái này người ta gọi là dành cả tuổi thanh xuân để kéo slime ra khỏi hũ á. Nó dơ thêm. Ok. Đây.
Ôi cái mùi này thơm quá, giống mùi kẹo ghê luôn á. Mà chị đang thắc mắc là nó là kẹo chuối hay là kẹo xoài hay thôi. Thấy điêu luyện ghê chưa? Mì mì ý nè, một cục slime mà anh nờ cái thứ tên gọi. Chơi cái này thích quá, không muốn chơi cái khác luôn á. Mùi vừa thơm mà đẹp nữa, cảm thấy rất là mỏi tay. Và kế tiếp thì Nhi sẽ là một cái hũ slime trong nhưng mà được cho kim tuyến và một cái charm rất là cưng, hình bà ngỗng. Đây. Đó, trừ cái giá này ra thì nó không đẹp chút nào. Ngoài ra những cái charm và kim tuyến nó rất là hợp luôn. Hình như là không có mùi luôn. Chơi rất là êm nhưng mà chắc là mới làm xong cho nên còn bọt. Nhi thích nhất là khoảnh khắc này nè. Đó. Chọt xuống trời ơi, nhìn bao đẹp luôn. Bây giờ thì Nhi sẽ chơi đây. Và Nhi lại tiếp tục dành cả tuổi thanh xuân của mình để lấy slime ra. Cái màu này rất là xuất sắc. Móc luôn những cái charm nhỏ dưới ra. Sẽ móc bằng ngỗng ra nữa. Nó văng luôn. Cái tiếng bao đã tai luôn. Có vẻ hơi dính một tí. Thấm một chút borax vô. Trời ơi mịn quá đi. Nhi chơi tới nỗi mà đục luôn rồi nè. Đó, trời ơi. Lần này là chơi chuyên nghiệp hơn nhiều rồi đó. Bây giờ Nhi lại tiếp tục dành một nửa tuổi thanh xuân còn lại để cho slime vào. Bây giờ sẽ tiếp theo một cái butter slime nữa. Là một cái màu hồng phấn. Mùi của em này thì rất là thơm mùi sữa dâu. Slumber. Đó giờ thì từ lúc mới lọt lòng đến giờ Nhi cứ thắc mắc là liệu giữa Butter Slam và Slumber nó có giống nhau hay là khác nhau ở chỗ nào không? Chứ Nhi thấy nó cứ tự tựa nhau á. Khi mà Nhi hỏi Butter Slam thì người ta cũng chỉ cái này. Mà Nhi hỏi có phải là Slumber không, người ta cũng chỉ là cái này luôn. Nhi không biết là tụi nó có giống nhau hay không. Mọi người xem video ở đây thì comment ở dưới giải đáp cho Nhi nha. Màu này rất là dễ thương. Bánh bèo. Nhưng mà được cái mùi rất là thơm sữa dâu. Đó. Nhìn cái như là màu hoa hồng vậy ha.
đây là cái slime ở trong. Nhi rất là thích cái mùi này, nhưng mà nói về nãy giờ mình Nhi thích nhất mùi nào thì Nhi sẽ là thích cái mùi của cái hộp xoài hơn. Đó, màu rất là dễ thương. Bệnh nghề nghiệp, mỗi lần cứ cầm butter slam lên là cứ kéo kẹo vậy thôi. Quyết tâm lần này phải kéo được một cái kẹo thiệt là đẹp. Cũng coi như là được một cái kẹo đi. Bây giờ Nhi còn 3 hũ slime, Nhi sẽ chọn cái màu này đi. Và sau đó sẽ là 2 hũ đặc biệt nhất. Cái này là mùi bạc hà, đậm mùi bạc hà luôn, không thể nào nhầm lẫn được. Nhi sẽ quậy. Nên đổi tay, quá mỏi rồi. Hãy tặng tôi một like. Vì sao? Vì các bạn đang like cho một cô gái dành cả tuổi thanh xuân của mình để móc cái slime ra khỏi hũ một cách cực khổ như thế này. Cái mùi này rất là thơm, nhưng mà cứ kiểu nó the the á. Bây giờ sẽ tới cái slime này. Đây rất là đẹp luôn. Con kiểu như nó chia ra hai tầng á, nhưng mà không biết làm sao cho nó tạo được cái bọt ngay chỗ này luôn. Cứ kiểu như là nước ngọt vậy đó. Đây. Vàng xanh. Sẽ mở ra. À, ở trên còn có hạt xốp nữa. Vậy là cái này là slime xốp rồi. Các bạn nghe tiếng này. Giờ Nhi sẽ trộn lên. Rất là đã tay luôn. Nãy là màu vàng, bây giờ là tới màu xanh. Bây giờ mình sẽ trộn cho nó lại.
này đúng kiểu nó thơm cái mùi chanh đó. Màu chanh và thơm mùi chanh luôn, tuyệt vời. Nó dính nè. Ok, bây giờ sẽ tới cái hũ slime cuối cùng. Tăng tăng, đây là hũ đặc biệt mà Nhi chờ đến phút cuối thì mới show ra. Là hũ slime có trắng và hồng, Nhi sẽ trộn màu. Đây cũng là một butter slime. Nó kiểu xoáy nhau. Cái slime này thì kiểu nó chỉ có một sữa tắm bình thường thôi. Và đây sẽ là khoảnh khắc trộn màu của Nhi. Cứ giống như là sữa dâu vậy đó. Một bên là dâu, một bên là sữa. Đang trộn lại đây. Đây. Đây là thành quả trộn được 50% của tôi. Sẽ lấy ra hết rồi bắt đầu mới trộn cho thật là đều. Tại vì trong ngoài nó có hai tay rồi nhưng mới trộn đều được. Lại một lần nữa tôi dùng cả túi thanh xuân của tôi để kéo nó ra. Còn khó kéo với lại. Hợp lý. Đó. Ôi nhìn đẹp quá. Như là tiếp tục kéo. Đây là nó ra được cái một cái màu sữa dâu rất là dễ thương luôn. Rất là đẹp luôn. Nhi đã hoàn thành xong video review một đống slime của bạn Bate mua ở Piggy Slime. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để nhận được tiếp rất nhiều video mới hơn nữa nha.